chào tất cả các chị đang theo dõi livestream của Mixu. Chị nào đang thấy livestream này của Đào thì nhanh chóng vào đây tag ngay bạn bè và đừng quên là chia sẻ livestream, bởi vì cái livestream này là rất là lâu rồi. Mixu mới sale được một cái đợt là đầu với cái mức giá là chỉ có 199.000 thôi cho cái sản phẩm đầu tiên. Nên là chị nào đang theo dõi cái livestream ngày hôm nay, mình muốn sang chương trình sale 199.000 thì nhanh chóng cùng với Đào chia sẻ livestream này và tag ngay bạn bè vào trong livestream này ha. Hôm nay em sẽ ưu tiên lên đơn hàng cho chị nào chia sẻ. Như các chị biết đó là mỗi một lần mà sale 199.000 là chắc chắn luôn là có rất là nhiều chị vào để săn hàng. Thế nên là chị nào mà ngày hôm nay chúng ta chia sẻ livestream này trước thì các em sẽ ưu tiên lên đơn hàng cho chị ha. Và khi mà các chị chia sẻ livestream này rồi, các chị đặt hàng để lại đủ hai thông tin mã với số điện thoại là ngày hôm nay mình sẽ được săn sản phẩm với mức giá 199.000 từ 199.000. Và nhớ cho Đào là mức giá mà ngày hôm nay Đào sale cho các chị là chỉ xuất hiện trong livestream này một lần duy nhất. Nếu như không phải là trong livestream này, nếu như không phải các chị đặt trong livestream này thì sẽ không được có cái mức giá này nha. Em nói trước để tránh tình trạng là các chị chưa có hiểu rõ về cái sản phẩm mà ngày hôm nay Đào sale ha. Thì tất cả những cái sản phẩm mà ngày hôm nay em sale á là chỉ có cái giá sale đó trong livestream này thôi, còn ngoài livestream này không có. Thế nên là chị nào mà đang theo dõi cái livestream này thì chúng ta nhanh chóng tag bạn bè, người thân của mình vào ngay cái livestream này ha. Hiếm khi nào chúng ta mới sale 199.000. Nên là chị nào muốn săn một với cái mức giá 199.000 thì nhanh chóng vào đây cùng em ngay bây giờ ha. Sau khi live mẫu đầu tiên Đào sẽ lên giày cho mấy chị, có nghĩa là túi đầu tiên rồi xong rồi em là sẽ lên giày. Nên chị nào chờ được thì ngày hôm nay chúng ta sẽ săn được rất là nhiều những cái sản phẩm hot nha. Và Đào nói trước là các chị phải chia sẻ cái livestream này ha. Bây giờ thì Đào sẽ bỏ điện thoại ra và hướng dẫn các chị cách để mà chia sẻ livestream. Sẵn tiện Đào chia sẻ livestream thì Đào sẽ hướng dẫn các chị cách để mà chúng ta chia sẻ livestream thôi ha. Rất là đơn giản. Bây giờ các chị nhìn đi, phía bên góc trái màn hình điện thoại của các chị nó sẽ có cái nút chia sẻ. Đây, phía bên góc trái này của mình nó sẽ có cái nút chia sẻ như thế này. Các chị bấm vào nút chia sẻ này rồi sau đó mình chọn vào ô đầu tiên, đó là viết bài thành công. Rồi dễ lắm mấy chị. Đó, cái lượt chia sẻ của mình ở đây rất là dễ nè, phía góc trái này nè. Đó, chia sẻ. Cái chỗ mà các chị ghi bình luận á là nó sẽ có một cái lượt chia sẻ ha. Rồi bây giờ chị nào mà đang theo dõi cái livestream này thì chuẩn bị vô đây săn hàng cùng với Đào. Đào nói trước nha, là chương trình săn hàng này là chị áp dụng trong livestream ngày hôm nay thôi. Nên chị nào mà chưa chia sẻ cái livestream này thì nhanh chóng chia sẻ livestream ha. Mức giá mà Đào bán trong livestream ngày hôm nay chỉ từ 199.000 thôi. Các chị yêu ạ, chỉ từ 199.000 thôi, có quá rẻ không? Phải cỡ cả tháng nay rồi Đào chưa sale cái cái mẫu túi này và chưa sale những cái sản phẩm mà hôm nay Đào sale. Nên là ngày hôm nay là cả tháng chờ rất là lâu luôn rồi. Hôm nay là sẽ sale cho các chị rất là nhiều. Nên là chị nào đang coi livestream thì nhanh chóng vào đây ha. Đừng quên là phải chia sẻ livestream này. Chúng ta phải chia sẻ livestream mới được áp dụng với giá sale. Rồi, chị nào đang coi live thì nhanh chóng vào đây cùng với Đào ha. Mẫu túi này cực kỳ là xinh luôn, rất là tiện lợi cho mấy chị luôn. Bây giờ là ai đi ra đường mà xách cái túi bự nhìn người nó rất là xồ xề đúng không mấy chị? Nhưng mà bây giờ mình cầm cho em những cái túi nhỏ gọn như này, tiện lợi đựng đồ dùng cá nhân của mình, mình đeo lên bên người cho em rất là tiện ha. Rồi, chị nào đang co like thì chúng ta nhanh chóng cùng với em chia sẻ nha. Em sẽ ưu tiên lên đơn cho chị nào chia sẻ livestream này trước. Và nhớ cho em là ưu đãi sẽ chỉ áp dụng cho 30 chị nào comment ngay trong livestream ngày hôm nay thôi nha. Ưu đãi là chỉ áp dụng cho 30 suất. Ví dụ, mẫu đầu tiên em có 30 suất, mẫu thứ hai em có 30 suất, mẫu thứ ba em có 30 suất và mẫu thứ bốn mình có 30 suất tương chút nữa. Tức là sẽ kết thúc livestream luôn. Ngay từ cái mẫu thứ tư, 30 suất xong là em sẽ kết thúc. Tổng cả là ngày hôm nay chúng ta sẽ có 120 chị được mua với mức giá sale nha các chị ha. Được chưa? Được mua với mức giá sale ha các chị nha. Rồi, hôm nay em sẽ trước luôn là em sẽ sale túi trước rồi xong rồi đó sẽ like cho các chị đế trụ 7 phân rồi tới đế 3 phân cho các chị và bệt nha các chị nhé. Đây là các chị có thể vào đây để săn hàng cùng với Đào nha. Rồi, bây giờ các chị nhìn cho Đào nha, Đào sẽ giới thiệu nha mấy chị ha. Túi em đang cầm trên tay, đây là T82, mã số của nó là T82 ha. Các chị có thể nhìn kỹ cho Đào từng đường kim mũi chỉ nè. Đó, nhìn kỹ cho em nha, từng đường kim mũi chỉ rất là sắc nét và rất là đẹp luôn. T82 đây nha các chị yêu ha, đẹp không ạ? T82, từng đường kim mũi chỉ rất là sắc nét và rất là đẹp như thế này. Rồi, em mở nắp cho các chị coi ha. Thì cái nắp này của mình là nắp bấm nhưng mà nó có hết 500 lại nên là rất là tiện. Rồi, xong rồi đó bên trong các chị sẽ có 3 ngăn như thế này. Một ngăn, những cái ngăn chip như thế này thì Đào không nói ha. Thì Đào sẽ có một ngăn như thế này và một ngăn ở bên trong. Tiếp theo là có thêm một ngăn khóa kéo cho các chị để các chị đựng đồ quan trọng và mình kéo lại cho em. Rồi, với cái túi hai ngăn như thế này thì các chị có thể đựng điện thoại cho Đào thoải mái ha. Đựng điện thoại nè, một ngăn này các chị có thể đựng được hai cái điện thoại. Bên này các chị đựng phấn son, cục sạch phấn son cho mình hoặc cục sạch dự phòng tùy các chị ha. Rồi T82 này của em ở đằng sau nữa nè các chị.
phía sau đây ha, phía sau của em còn có một ngăn nhỏ để cho các chị làm gì ạ? Mình đi mình hay để quên chìa khóa, để quên chìa khóa xe hay là để quên thẻ xe đúng không? Mình nhét vô đây cho em rất là tiện lợi ha. Rồi nhớ cho nào nha, mỗi một mẫu trong livestream ngày hôm nay Đào chỉ có 30 suất với giá sale thôi. Chị nào nhanh tay sẽ mua được và các chị nhìn kỹ cho Đào nè. Các chị thích thì các chị có thể đeo chéo cho em nha. Đeo chéo vào rất là dễ thương. Cái mùa lạnh này các chị mặc đồ á thì các chị sẽ mặc rất là nhiều. Đồ mà các chị mang những cái túi mà túi lớn á thì chắc chắn là những người của mình rất là xồ xề đúng không? Mang cái túi nhỏ này rất là tiện lợi như thế này ha. Rồi T82 này của em ngày hôm nay đã có chị đặt hàng rồi đó. Nên là tí nữa các chị làm sao mà phải comment thật là nhanh để mà săn được hàng ha. Rồi 30 suất ưu đãi cho 30 chị nào comment nhanh tay. Mức giá mà ngày hôm nay em sale từ 350. T82 đã sale 350 xuống chỉ còn 199.000 thôi. Chị nào comment nhanh tay thì sẽ có hàng nha. Túi này chất siêu mềm siêu mịn. Cái màu rêu này là cái màu mà khá là dễ thương nha mấy chị. Màu rêu này là màu rêu mịn, nó không phải là rêu mà sáng chói đâu. Màu rêu này rất là dễ thương ha. Cầm mặt lên rêu lên rất là sáng da luôn. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào. Em lên đơn T82 199.000 đầu tiên màu rêu cho chị Hạnh Vương, màu rêu cho chị Linh Trần nè, màu rêu cho chị Nhung Hà, màu rêu cho chị Thu Hoài, màu rêu cho chị Nhóc Linh Lưu, màu rêu cho chị Linh Trần rồi nha chị ơi, comment một lần thôi, comment nhiều quá. T82 chiếu chị Lan Bùi 199.000, màu rêu cho chị Nhung Hà 199.000. Chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào. T82 kèm màu kèm số điện thoại ha. T82 lên đơn màu rêu chị Anna Phượng, ok chị nhá, 199.000. Cẩm Tú Nguyễn màu rêu, ok chị, 199.000. Các chị có thể đeo hai kiểu được ha. Tùy mấy chị, mình đeo hai kiểu như thế này đều được, tùy mấy chị. Nhưng mà em thấy đeo chéo cái túi này rất là dễ thương. T82 cho chị Hà Thắm 199.000, màu rêu cho chị Thu Anh 199 nè, màu rêu cho chị Loan Võ một túi là 199.000 ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin, em chỉ có ba màu, màu rêu, màu đỏ và màu hồng thôi nha. Nên đơn màu rêu chị Béo Ái 199.000, túi rất là dễ thương nha mấy chị, đeo tiện lắm mà chỉ có 199.000 thôi. Nên đơn màu rêu cho chị Hoa Hồng 199.000 ha. T82 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Đỗ Thắm một túi 199.000, Ngọc Lâm một túi 199.000 ha. Chế nào đặt túi nhanh chóng comment đủ cho em ha. T82 kèm màu kèm số điện thoại, chỉ có 199.000 thôi là các chị có một cái túi chất da siêu mềm mịn. Mà nãy giờ Đào để cho các chị coi đó, nãy giờ Đào để cho các chị coi từng đường kim mũi chỉ cực kỳ là sắc nét và cực kỳ rõ luôn. T82 màu rêu chị Ngọc Lâm 199, Úc Nguyễn một cái màu rêu 199, chị Đồng Thái một cái 199.000, chị Hồng Trang màu rêu 199.000, chị Beo A 199.000 màu rêu, chị Quý Cô Tuổi Mão 199.000 màu rêu ạ, chị Thảo Mán 199.000, chị Hà Thắm màu rêu 199.000 ha. Chị nào đặt comment đủ cho Đào, T82 kèm theo số điện thoại, chỉ có 199.000 thôi mà cực kỳ là dễ thương luôn, cái chất da của nó rất là mềm ha. T82 lên màu rêu chị Trang Hà 199.000. Chế nào đặt nhanh tay comment đủ cho Đào ha. T82 kèm theo số điện thoại. Vậy thôi chứ màu rêu đeo lên nhìn rất là sáng da mấy chị ha. T82 chị Vân Hồng màu rêu 199.000. Chị Quý Cô Tuổi Mão lên đơn màu rêu cho mình rồi ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, T82 kèm theo số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, tranh thủ sale từ 350 xuống chỉ còn ở 199.000 thôi. Comment đủ mã với số điện thoại Đào chữa hàng cho mình ha. T82 màu rêu kèm theo số điện thoại 199.000 nha. Giá sale chỉ có duy nhất trong livestream ngày hôm nay ha. Chị nào comment rồi thì đừng comment lại nha, comment lại bị sót đơn á mấy chị. Rồi chị Lý Trương một túi màu rêu 199, chị Nga một túi màu rêu 199 ha. Chị Bạch Dương một túi 199.000. Chị nào đặt comment đủ cho Đào, T82 kèm theo số điện thoại ha. Giá sale là 199.000, có khóa kéo nhỏ bên trong cho mấy chị ha. Chế nào đặt nhanh chóng comment cho em. Từng đường kim mũi chỉ có thể, các chị có thể nhìn cho em nè, rất là đẹp và không hề có lấy một đường chỉ dư, là các chị biết cái hàng này của mình là cái hàng về chất lượng các chị nha. Chị nào đặt comment để cho Đào, chị Bạch Dương một túi 199.000, chị Lệ Thu màu rêu 199.000. Màu rêu rất là dễ thương, rất là dễ phối đồ, các chị phối kiểu gì cũng được hết á. Mà màu rêu này nó lạ và không có bị độc, không có bị như kiểu như là giống như những người khác đó mấy chị ha. Đeo này rất là độc luôn á. T82 lên đơn màu rêu đó chị, nào để lại đủ thông tin nha. Chị Lệ Thu màu rêu 199.000, chị Bạch Ánh 199.000 cho em ha. Rồi T82 lên đơn màu rêu chị Mùi Mùi 199.000. Chế nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, T82 kèm màu kèm số điện thoại, chỉ có 199.000 trong livestream ngày hôm nay thôi ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào đặt nhanh chóng thả cho em comment T82 màu rêu 199.000, T82 màu hồng hoặc màu đỏ 199.000, tùy mấy chị. Nhưng hôm nay Đào thấy màu rêu này rất là xinh luôn.
mang vào rất là dễ thương nha các chị ha. Cái màu này nó không phải là cái màu rêu kiểu như là rêu sáng xanh lá, mà cái màu rêu này của mình là cái màu rêu khá là dễ phối đồ, rêu tông pastel á. Rồi chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, T82 này đâu chị, muội muội màu rêu 199 nè, chị Hạnh Lê màu rêu 199.000. Nhớ là đừng quên chia sẻ cái livestream này ha. Hôm nay Đào sẽ ưu tiên lên đơn hàng ở chị nào chia sẻ cái livestream này trước ha. Lên đơn ở chị nấm lùng màu rêu cái chị 199.000. Chị nào đặt nhanh chóng comment cho em, chị Bèo Am lên đơn cho mình rồi ha. Rồi ok chị Linh Trần lên đơn ơi, chị Ngọc Thi Trần màu rêu cái chị 199 ha. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin, em mua màu này rồi đẹp lắm, giờ em mua tặng thêm cô giáo. Đúng rồi, sắp 20 tháng 11 rồi đó mấy chị, mua tặng cho cô giáo của bé nhà mình đi mấy chị. Thật sự rất là dễ thương và rất là tiện lợi. Riêng giáo viên người ta đi làm á, người ta mang những cái giống như là tiện lợi thôi, không có mang những cái gì mà kiểu như là bự quá, tại giáo viên người ta rất là đơn giản. Các chị mua làm quà tặng cho giáo viên của con em mình nó rất là tiện, tại giáo viên người ta rất là đơn giản, người ta mang những cái thứ nào mà đựng được 100 người thôi, rất là tiện lợi ha. Rồi chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào, T82 kèm màu kèm số điện thoại 350 em sao còn 199.000. T82 lên đơn cho chị Khánh Giang, ok chị một túi 199.000 ha. Bây giờ Đào sẽ lên đơn cho đúng chị nào comment đủ mã và số điện thoại, 20 cái cuối cùng trong livestream ngày hôm nay, và Đào sẽ đếm ngược ha. Chị nào comment nhanh tay sẽ mua được nha. Em chỉ có 20 cái cuối cùng thôi nha, chế nào chốt thì tranh chóng và tranh thủ comment cho Đào. T82 kèm màu kèm số điện thoại, 20 cái nữa thôi ạ. Lên đơn cho chị Thúy Nguyễn một túi 199.000, em còn 19 cái nữa nha mấy chị ha. Mấy chị có thể đeo chéo hay là đeo thẳng đều được, tùy mấy chị ha. T82 lên đơn cho chị Hạnh Nguyên, ok chị em còn 18 cái nữa 199.000. Đó, xong túi là sẽ lên giày. Các chị có thể đeo hai kiểu tùy mấy chị nha, đeo quay ngang như thế này cũng được hoặc quay chéo cũng được. T82 lên đơn cho chị Trần Huyền màu xanh. À mà Trần Huyền còn 17 cái nữa 199.000. Lên đơn cho chị Diễm My Huỳnh của em còn 16 cái nữa 199.000. Chị nào đặt hàng comment đủ mã với số điện thoại cho Đào ha. T82 chị Tâm Nguyễn em còn 15 cái nữa 199.000 ha. Chế nào chốt nhớ để lại đủ thông tin cho em. T82 kèm màu kèm số điện thoại, chỉ có 199.000 trong livestream ngày hôm nay thôi, mà đặc biệt rất là tiện lợi nha. Nó nằm ở ngay cái phần eo này của mình, mình lấy đồ gì này ra này kia cũng rất là tiện thôi mấy chị ha. T82 kèm màu kèm số điện thoại cho em, 199.000. Lên ơi chị Trịnh Thu Thủy em còn 14 cái, chị Hồng Thắm em còn 13 cái nữa 199.000 thôi ạ. Đúng 13 cái nữa, các chị đếm ngược cùng với Đào ha. Chị nào nhanh tay sẽ mua được, chậm tay là hết ạ. T82 350 sale còn 199.000 thôi. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn các chị yêu ha. Chị nào đặt mà chưa có số điện thoại thì nhanh chóng bổ sung cho là số điện thoại ha. T82 kèm màu kèm số điện thoại. Lên đơn cho chị Hạnh Tuyết một túi các chị 199.000. Góp phương 7 phần tí nữa nào sale ha. Đây rất là đẹp luôn. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Cho dù cộng cả phí ship vào cũng chưa bao giờ bằng được giá gốc. Chị Hồng Thắm em lên đơn cho mình rồi nha, mình comment một lần thôi. Lên đơn cho chị Huyền Phạm là còn 12 cái túi nữa 199.000. Chế nào đặt nhanh chóng và tranh thủ comment cho Đào. T82 chất da của nó cực êm, cực mềm luôn, mang vào cực kỳ là thích nha. Lên đơn cho chị Hồng Trang một túi 199.000 thành công ha. T82 chị Huyền Phạm, ok chị em còn 10 cái nữa 199.000. Nào các chị ơi, chất da của nó mềm như thế này mà mình không nhanh chóng lấy T82 này thì hơi phí nha. Đặc biệt là các chị mang cho em rất là tiện lợi, từ thứ hai tới thứ sáu thứ bảy mình đi làm mang cho em nhiều đó đồ thì mình chỉ cần cho em một cái túi rất là đơn giản như thế này thôi. Chị Bé Hoa ơi, em lên đơn cho mình rồi, mình comment một lần thôi chị ơi, em nhắc rồi đó. Rồi lên đơn cho chị Hoa Sakura, ok chị nha, 199.000 một túi ha. Chị mua hai túi thì là hai túi của mình đó, mỗi túi 199.000 ha. Lên đơn cho chị Hồ Nga em còn 9 túi nữa với giá là 199.000. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào. T82 kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị ha. Nhìn kỹ cho Đào này, từng đường kim mũi chỉ các chị có thể thấy nè, cực kỳ là sắc nét thôi nha các chị, không hề có lấy một đường chỉ dư nào hết nha. Nhìn kỹ cho em, từ mặt trước tới mặt sau không hề có lấy một đường chỉ dư. Thành ra khi mà các chị mang T82 này cứ yên tâm cho Đào nha, cực kỳ là đẹp về chất da, về form luôn ạ. Chị nào đặt nhanh chóng và tranh thủ comment cho Đào. T82 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale trong livestream ngày hôm nay chỉ có 199.000 thôi. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Lấy hai túi thì giá bao nhiêu ạ? Thì một túi 199, hai túi là 199 cộng 199 đi chị. Rồi lên đơn cho chị Như Quỳnh Thanh Thắm, ok chị một túi 199.000. Lên đơn cho chị Thu Đông một túi 199.000 nha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, Đào chuyển hàng cho mình trong live ha. T82 đó, ba màu cho mấy chị lựa chọn, chị nào thích màu nào mình lấy màu đó. Tuy nhiên hồi nãy Đào đeo cái màu rêu vào nhìn rất là sáng. Lên đơn chị Hà Dung một túi, ok chị 199.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn.
chị nào đặt để lại đủ thông tin cho em chưa hàng. Lại một câu hỏi nữa, lấy ba túi thì giá bao nhiêu? Lấy 199 cộng 199 cộng 199 đi. Rồi chị Cúc Nguyễn cho em số điện thoại nha chị ơi, để lại đủ thông tin cho em ha, mã với số điện thoại. Để đạt đủ thông tin cho Đào là sẽ có đơn. Chị Thiên Bình một túi 199.000. Nhớ nha các chị nha, tranh thủ trong thời gian này em đang sale thì mình mua đi. Tại vì cái túi này là cả tháng trời nay rồi Đào chưa hề sale. Hôm nay em mới sale xuống còn 199.000. Các chị tranh thủ đi ạ. Tại vì thực sự là rất là lâu rồi là mới sale cái túi này. Thiếu số điện thoại là không có lên đơn được ha. T82 chị Cúc Nguyễn cho em một ok chị Cúc Nguyễn 199.000 nè. Hồi nãy em thấy chị nào thiếu số điện thoại nè, chị gõ thông lê thiếu số điện thoại nè. Lên đơn cho chị Linh vào một túi T82 199.000. Chị Nhung Nhung ok chị 199.000 thành công. Chị nào thiếu số điện thoại em không lên đơn nha các chị ha. Nên là chế nào chốt T82 thì tranh thủ comment lên cho em. T82 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 199.000 ha. Các chị mua 10 cái cũng vậy, cũng 199.000 một cái ha. Đây, đang sale cho các chị từ 350 còn 199 nè. Từng đường kim mũi chỉ rất là chắc cho mấy chị luôn ha. Rất là đẹp luôn. Đó, chế nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. T82 lên đơn chị nhã nguyên một túi 199.000. Hiện tại là sẽ có 3 màu cho mấy chị, đó là màu rêu, màu hồng và màu đỏ. Thì trong livestream ngày hôm nay các chị lựa màu rêu rất là nhiều. Chị nào đặt comment đủ cho em ha, mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. T82 kèm màu kèm số điện thoại 199.000 thôi. 3 ngăn cho mấy chị luôn ha, 3 ngăn. Và nhớ cho em là nó có cả một cái ngăn tiện dụng, đó là cái ngăn mà ngăn chip để các chị có thể đựng thẻ ATM á. Nó có một cái ngăn tiện dụng nữa và ngăn khoa kéo ở đây cho mấy chị ha. Rồi phía sau này của mình có thêm một cái ngăn này nữa, rất là tiện nè, để thẻ xe lâu lâu mà mình cứ quên thẻ xe á, mình nhét vô đây cho em là xong ha. Rồi chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, T82 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 199.000. Đào nhắc lại một lần nữa là giá sale 199.000 chỉ áp dụng trong livestream ngày hôm nay thôi. Nếu như không phải là các chị đặt trong livestream này thì sẽ không có mức giá này ha. Nên là nhớ là tag bạn bè vào trong cái livestream này để săn hàng. T82 kèm số điện thoại cho em. Chị Nhã Uyên một túi 199.000 em lên đơn cho mình rồi. Chị Bảo Yên Phan thiếu số điện thoại nha. Rồi nhắc lại một lần cuối về mẫu túi này rồi Đào sẽ qua mẫu nha. Qua mẫu là em sẽ không sale nữa và không nhắc lại nữa nha. T82 em đang cầm trên tay là màu rêu, từng đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chắc chắn cho mấy chị luôn. Và túi này của em hiện tại là có 2 ngăn lớn và 1 ngăn nhỏ cho mấy chị. Thì T82 này đang sale từ 350 còn 199.000. Các chị có thể nhìn từng đường kim mũi chỉ là các chị biết bên em là cái túi này nó chất lượng như thế nào, chứ không phải là như cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường ha. 199.000 thôi nhưng các chị cầm trên tay chất da cực kỳ là đẹp. T82 màu rêu 199.000. Rồi. T82 màu hồng 199.000 cho em. Chị nào đặt nhanh chóng thả comment đi ạ. Và T82 màu đỏ 199.000. Lên đơn chị Hằng mua một túi ok chị 199.000. Rồi đó, chế nào chốt T82 nhanh chóng comment lên cho em ha. Giá sale chỉ có 199.000 thôi. Chị Thu Quỳnh một túi T82 199.000 nè. Cherry Vân một túi ok chị 199.000 luôn ha. Đó, chế nào đặt thì nhanh tay comment đủ cho em. T82 kèm màu kèm số điện thoại. Lên đơn chị Trần Hồ một túi 199.000. Chị Bảo Yến Phạm một túi 199.000 luôn ha. Rồi bây giờ là sẽ lên giày cho mình nha các chị. Em lên bệt rồi sau khi đó sẽ lên cho các chị 5 phân và bệt sau khi đó sẽ lên cho đế trụ 7 xăng. Đó các chị mong chờ. Rồi tí nữa là sẽ lên 5 phân ha. Rồi bây giờ là sẽ lên bệt cho mình. Chị nào đang trong livestream ngày hôm nay mình muốn mua bệt đơn giản thì mình vô đây cùng với Đào. Đôi bệt này rất là đơn giản cho mấy chị luôn, dễ mang lắm, tiện lợi. T82 chị nào đặt comment giống như chị Thủy Ellie và chị Thương Hiên Hương Thiên Bùi nha, là mình sẽ được lên đơn với giá 199.000. Chứ thiếu số điện thoại giống như chị Thảo Bùi là không có ai lên đơn cho mấy chị đâu ạ. Và cũng không ai sale cho chị đâu. Lên đơn cho chị Sầu Sầu và chị Oan Oan ok chị 199 ha. Đào nói trước nha, là trong livestream ngày hôm nay mình chỉ đặt hàng và mình chỉ chốt cho chị nào để lại mã với số điện thoại thôi. Khi các chị comment đủ T82 kèm với số điện thoại sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt. Còn nếu như không phải là trong hôm nay thì chắc chắn luôn sẽ không có. Tại vì bình thường á, là cả tháng trời này Đào mới sell T82. Tại vì giờ hàng nó mới về lại và em mới sell cho mấy chị được. Thì nếu mà mấy chị không nhanh chóng đặt lệ là hết ha. Chế nào đặt comment đủ mã với số điện thoại trong livestream cho em. T82 kèm màu kèm số điện thoại. Hôm nay Đào sẽ lên bệt cho các chị. Rồi sau khi đó Đào sẽ lên đôi V125 đế trụ 7 phân. Rồi sau khi đó Đào sẽ lên đôi V132 rất là hot này đây ha. Thì từ từ càng về sau hàng của mình càng hot và càng đẹp luôn. Đó, rồi bây giờ chế nào đang còn like thì chuẩn bị ha. 3 phân có nha, 7 phân hôm nay cũng có nha các chị. Rồi bây giờ là chị nào đang coi cho livestream thì chuẩn bị cho em nè. Đôi này là đôi B3. Ủa, để em coi hôm nay like đâu nè. Có chừng em cầm lộn. Rồi B310 cầm lộn rồi. Rồi tôi chờ đợi xíu rồi lấy bệt cho mấy chị nha. Em lấy lộn dày rồi. Chờ đợi xíu rồi lên cho các chị đôi bệt. Bệt này đẹp. Rồi bây giờ là sẽ lên cho các chị đôi B310 này ha mấy chị ha. Đây, rất là
là đẹp luôn. Rồi T82 còn chị nào chốt nữa không thì nhanh chóng comment T82 với số điện thoại nha. Bây giờ là sẽ lên bệt 2 phân cho các chị, rồi sau cái đó là sẽ lên 7 phân và lên 3 phân thắng mấy chị ha. Đôi bệt mà em đang cầm ở trên tay đây, mã số của sản phẩm này là B310 nha các chị yêu ha. B310 này của em có hai màu rất là hot từ trước tới giờ, đó là cái màu này là màu kem. Màu kem ha mấy chị ha. Và cái màu này của em là màu bò. Các chị biết gì không? Cái đôi này, cái dáng này của mình á, cái dáng giày á, mang vào nhìn nó rất rất là mềm luôn, cực kỳ là mềm. Và cái dáng giày này nhìn chân của mình rất là thon. Đã nhận giày rồi, ưng ý lắm nên cảm ơn chị Thảo Bùi. Nói chung là các chị đặt hàng để lại mã với số điện thoại cho Đào nha, không đủ thông tin là Đào không chốt được. Đôi này thì mang vào thì nhìn rất là thon chân nha các chị ha. Mang vào thì cực kỳ thon, tại cái dáng này các chị nhìn cũng biết là dáng dài rồi, mũi thì là mũi nhọn, thì mang vào nó sẽ rất là trẻ. Các chị có thể nhìn thấy, nếu mà để mà Đào so sánh cho mấy chị ha, thì các chị sẽ thấy nè, cái mũi này của mình nó nhọn hơn đúng không? Cái mũi này này nó nhọn hơn thì mang vào nó rất là trẻ nha mấy chị ha. Rồi bây giờ chị nào đặt hàng comment đủ thông tin cho Đào, Đào chữa hàng trong livestream ngày hôm nay. Tất cả comment em đều thấy hết, nhưng em chỉ gọi tên chị nào để lại mã với số điện thoại thôi ha. Đôi mà em đang cầm ở trên tay đây, mã sản phẩm là B310. Đúng rồi, đúng rồi, giống như chị Nhung hàng comment là sẽ được lên đơn ha. B310 ngày hôm nay em sale 20 đôi. 20 đôi cho 20 chị nào comment nhanh tay, và đợt sẽ đếm ngược ngay từ đầu luôn ha. Chị nào comment trước sẽ được lên đơn trước, chị nào comment sau lên đơn sau. Em đếm ngược ngay từ đầu nha các chị ha. B310 Đào đang cầm trên tay, chất da của nó siêu mềm siêu mịn luôn. Đôi này khi mà các chị nhận hàng, Đào nghĩ chắc chắn luôn là các chị phải nghĩ đôi này là 400-500, chứ không bao giờ có cái mức giá 200 mấy như Đào bán đâu các chị ha. Đôi này của em là 380.000. B310 em sale cho các chị xuống chỉ còn có 279.000 thôi. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào, B310 kèm màu kèm số điện thoại, 279.000 thôi, chắc chắn không làm các chị thất vọng. Form giày siêu siêu đẹp cho các chị luôn, chất da cực kỳ là mềm ha. B310 lên đơn đầu tiên là chị Nhung Hà 279.000. Em còn 19 đôi nữa. Chị Loan Phan Thị 380 còn 279.000. Em còn 18 đôi nữa ha. Chế nào thích màu nào mình lấy màu đó. Các chị nhìn cho em nè, cái dáng giày và cái form giày mình nhìn sơ qua là mình biết giày đẹp rồi đúng không mấy chị? Đó, B310 kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Lên đơn là chị Lan Bùi, ok chị. Em còn 17 đôi nữa nha, 279.000 thôi. Các chị có ngay một đôi bệt rất là sang. Riêng đôi bệt này của em cực kỳ là sang và nhìn chân của mình rất là thon ha. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho em, B310 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 279.000 nha mấy chị ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chất da này các chị mềm lắm luôn á. Nên là chị nào mà chưa chốt đôi này thì thả cho em comment ngay bây giờ ha. B310 với màu với số điện thoại, giá sale là 279.000. Rất là đẹp, dễ thương nữa. Đó, chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào nha, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Qua sản phẩm đó rồi nên em không nhắc đó chị ngoan. B310 lên đơn cho chị Trương Ngọc Hạnh, em còn 16 đôi nữa nha, giá sale là 279.000. Các chị cứ đặt hàng đi, rồi sau khi đó sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt. Nhân viên gọi điện thoại chốt rồi các chị, rồi các chị có thể là lúc đó là các bạn chị đã, các chị đọc địa chỉ cho các bạn thì các bạn mới biết được là hàng bao nhiêu ngày về tới. Ở cùng một tỉnh nhưng mà ở một huyện một xã khác nhau mà các chị đúng không? Rồi chị nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. B310 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale của sản phẩm là 279.000 ha. Xong đôi B310 này thì Đào sẽ lên cho các chị một đôi đế trụ 7 xăng. Rồi xong cái đó lên cho các chị một đôi 3 xăng ha. Đôi 3 xăng này là siêu hot luôn này. Rồi bây giờ B310 này Đào còn 15 đôi nữa nha. B310 lên đơn chị Ngọc Hạnh rồi đúng không ạ? Giá sale của mình là 279.000 ha. Chị nào đặt nhớ để lại đủ thông tin cho em ha. Chất da cực kỳ là mềm mịn luôn, các chị có thể nhìn kỹ cho em nè. Chất da rất là mềm và rất là mịn ha. Đôi này của em là các chị mang vào chân nhìn rất là thon nữa. Chị nào đặt comment đủ cho Đào ha. Nhìn qua cái form giày là biết giày đẹp rồi. Nhìn cho em bên trong nè, may đế cho các chị vào và lót đế, lót mút rất là êm nha các chị ha. Lót mút rất là êm luôn, riêng đôi này đi lót mút cực kỳ là êm ha. Rồi chị nào đặt comment cho em ha. Lên đơn là chị Nguyễn Thảo một đôi, các chị 199.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào ha. B310 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale trong livestream ngày hôm nay là chỉ có 199.000 thôi. Rất là đẹp hả mấy chị ha. Không đặt cái sản phẩm này thì hơi phí. Em nói thiệt luôn là các chị không đặt cái B310 này hơi phí. Cái dáng giày của nó rất là đẹp và rất là trẻ ha. Rồi nhắc lại một lần nữa nha, đôi bệt em đang cầm trên tay là cao chuẩn 2 xăng cho các chị. Mã sản phẩm là B310, giá sale của sản phẩm này là 279.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào B310 màu bò kèm số điện thoại, 279.000 ha. Rồi B310 màu xanh kèm số điện thoại, 279.000 nha mấy chị.
33101 kem và màu đen kèm vào số điện thoại 279.000. Ok chị Nhung Nhung ha. Ok chị Nhung Nhung. Rồi ok chị Lệ Quyên luôn ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin mã với số điện thoại cho Đào Đào chuyển hàng trong like. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị về một đôi đế trụ 7 xăng như thế này ha. Rồi bây giờ là lên đế trụ 7 xăng nè. Có chị nào mong chờ đế trụ 7 xăng thì chuẩn bị thì vô đi nha. Nãy giờ mình chờ đế trụ 7 xăng rồi thì bây giờ là phải vô hốt liền đế trụ 7 xăng này cho em ha. Rồi, đôi mà em đang cầm trên tay đây là mã sản phẩm là V125 nha. V125 này về cái màu cà phê cho mấy chị nè. Về cái màu cà phê Tây siêu hot cho các chị luôn. Lần trước là cà phê Tây là về không có đủ hàng, là phải like tất cả các màu mà giống màu cà phê Tây đi, không dám like màu cà phê Tây là bởi vì về không đủ hàng. Mà hôm nay em về đủ hàng cà phê Tây cho các chị rồi ha. Đôi em đang cầm trên tay là V125. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay ha. Đôi V125 cà phê Tây của em là đế trụ 7 xăng cho các chị. V125 này Đào sale cho các chị với mức giá là từ 380.000. Mà các chị biết sale xuống còn có bao nhiêu không? Quá rẻ luôn, 380. Em thấy các chị mua cái đôi này là xứng đáng đồng tiền. Chất da cực kỳ là mềm mịn ha. Lót mút ở bên trong cho các chị luôn. May đế cho mình được chưa ạ? Riêng đôi này 380.000 các chị mua thì Đào thấy là quá là xứng đáng luôn. Thì V125 này Đào sale cho các chị với mức giá từ 380 xuống chỉ còn có 265.000 thôi. 265.000 này là chỉ lên đơn cho chị nào comment nhanh thôi nha, đúng 20 đô thôi ạ. Ha, chị nào đặt cứ để lại đủ thông tin cho em V125 kèm màu kèm số điện thoại. 265.000 mà các chị mua được một lô đế trụ 7 xăng có rẻ không? V125 màu đỏ đế trụ 7 xăng 265.000. V125 màu trắng đế trụ 7 xăng 265 nè. Và V125 đế trụ 5 ở 7 xăng màu đen 265.000. Em ơi, dáng dày đẹp đó. Chị nào, chị ơi, chị Đỗ Anh ơi, chị là gặp trường hợp ở đôi nào chị inbox fanpage để nhân viên em hỗ trợ cho mình ha. V125 nha, không phải B nha, chị B là qua mã bệt rồi đấy. Comment giống như chị Minh Trang á, chị Minh Trang comment đúng á chị. V125 kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Giá sale là 265.000 thôi. Đế trụ 7 xăng mà chỉ có 265.000, rất là rẻ. Chất da thì siêu mềm cho mấy chị luôn ha. Lên đâu chị Minh Trang một đôi kia chị V125 265.000, đủ size đủ số cho mấy chị luôn. Chế nào đặt comment liền cho em ha. Chất da mềm lắm này mấy chị ơi. V125 lên đâu chị Khánh Linh một đôi 265.000 nha chị ha. Em còn 18 đôi nữa với giá sale từ 380 còn 265. 18 đôi nữa thôi ha. Các chị ơi nhanh chóng đi, cái đôi V125 màu cà phê Tây này của mình á. Cái màu cà phê này của mình là cái màu mà em nghĩ rằng là khi mà các chị mua hàng là các chị toàn hỏi em màu cà phê không à. Lên đây chị Thủy Ngô một đôi 265.000 ha. Chị Bạch Ảnh một đôi cà phê Tây 265.000. Chị Mức Đóng một đôi V125 màu cà phê 265.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào V125 kèm màu kèm số điện thoại. Nên đơn ơi chị Mai Hạnh một đôi 265.000 thành công ha. Rồi chị Hoàng Lan Nguyễn một đôi 265.000. Chị Kiều Thu một đôi 265.000. Comment đủ thông tin cho Đào V125 kèm màu kèm số điện thoại 265.000. Bệt hồi nãy là 279 nha. Còn đôi này 7 xăng mà có 265 thôi đó. Nên đơn ơi chị Hà Lê một đôi 265.000 ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị Nguyễn Huế một đôi 265.000. Thiếu số điện thoại bỏ qua đơn hàng coi như chưa từng thấy nha. Em cũng không có nhắc đâu ạ mấy chị. Bây giờ em không có nhắc đâu ha. Chị nào đặt đúng thì em sẽ gọi tên, còn chị nào không đặt đúng thì em sẽ không gọi tên ha. Bây giờ em không có nhắc nữa ha. V125 đế trụ 7 xăng 265.000. Lên đơn chị Oanh một đôi 265, chị Thiên Bình một đôi 265.000 ha. V125 kèm màu kèm số điện thoại. Đế trụ 7 xăng như thế này, mình mang đế trụ thì nó sẽ không có bị mỏi chân, và đặc biệt là mang đế trụ thì nó sẽ chắc chân. Bước bước nào chắc bước đó, kể cả các chị bước lên cầu thang hay bước xuống cầu thang hay bước xuống dốc đi chăng nữa thì đế trụ bao giờ nó cũng chắc chắn hơn cái thằng đế nhỏ, đúng không ạ? Giá chỉ có 265.000 thôi. Chị nào đặt comment giống như chị Mèo Con cho em, V125 kèm màu kèm số điện thoại 265.000. Chị Hiền Võ một đôi 265, Tam Thu một đôi 265.000 nha chị ha. Rồi comment đủ mã với số điện thoại cho em nha. Xong đôi 7 phân này là sẽ lên cho các chị về một đôi 3 xăng nữa ha. V125 lên đơn chị Hoàng Lan Hương một đôi 265.000. Comment đủ mã với số điện thoại em mới có đơn. Các chị không cho Đào đủ thông tin là Đào sẽ không chốt được đâu nha là các chị nha. Em nói trước nha, các chị không cho Đào đủ thông tin là không chốt đâu. Minh Trang em lên đơn cho mình ngay từ lúc đầu rồi nha. 265.000. Chị Huyền Lê một đôi 265.000. Chị Hiền Võ một đôi 265.000 đây ha. Đây, V125 màu cà phê giá sale là 265.000 nha các chị ha. Còn đây là V125 màu đỏ 265.000. Đế trụ 7 phân mà 265 quá rẻ luôn. Và các chị nhớ cho em nha, là giá sale này là chỉ có sale trong livestream thôi. Nên là các chị ráng làm sao mà đặt trong cái livestream này cho em ha. Chị Trương Ngọc Hạnh một đôi 265.000, Thủy Eo Ly một đôi 265.000 ha. V125 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha. Đế trụ 7 xăng mà có 265.000 thôi. Là mình đặt á, là mình chỉ có đặt trong livestream ngày hôm nay thôi. Em nhắc tên mình rồi á chị, tại vì chị không có nghe á, em nhắc rồi đó.
Em nhớ là chị đặt hai đôi đúng không? Em nhớ cái tên chị mà. Rồi V125 chị Nguyễn Tuyến một đôi 265.000 ha. Tất cả chị nào đặt hàng comment đủ cho Đào V125 kèm màu kèm số điện thoại. Thiếu số điện thoại coi như chưa thấy đơn hàng của mình và không có gọi tên cũng không chốt luôn ha. Em nói trước luôn nha, thiếu số điện thoại coi như em không thấy đơn hàng của mình. Lên ơi chị Huyền Bùi một đôi 265.000 ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chất da của mình là chất da lì xì xát từ trước tới giờ nổi tiếng luôn, là các chị hay lựa cái chất này rồi. Mà màu cà phê hôm nay đợt này là về đủ màu cho mấy chị ha. V125 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị chỉ cần đặt trong livestream ngày hôm nay thôi. Còn phí ship sẽ có nhân viên gọi thoại báo cho mấy chị sau ha. Đây là V125 màu cà phê trước mặt các chị đây ạ. À. Giá sale là 265.000 nha. Comment đủ mã với số điện thoại Đào chưa hàng. Lên ơi chị Anh Ngọc một đôi 265 luôn ạ. À. Các chị ráng làm sao á là đặt trong livestream này đi ha. Tại vì đặt trong livestream này nó có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn ha. Rồi, mẫu 199.000 em đã sale hết rồi nha chị ha. V125 có 4 màu cho mình để các chị lựa chọn. Đó là màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu cà phê. Chị nào đặt comment đủ cho em V125 ha. Em nhắc tới 7 phân mà 7 phân mà mua đế trụ á. Đế trụ mà 7 phân là cảm giác là nó đã rất là rẻ rồi đúng không mấy chị? Chị Hằng Vũ một đôi 265.000 luôn ha. Lót mút bên trong cho các chị thoải mái luôn nè. Đó, lót mút bên trong cho các chị thoải mái. Các chị thấy đúng không? Là riêng mình mang một đôi màu đế trụ mà 7 xăng mà chỉ có 265.000 thì quá là rẻ rồi. Mà đế trụ thì mang vào nó chắc chân lắm. Nên đôi chị Sa Sa một đôi 265, Tinh Nguyễn một đôi 265.000 nha chị ha. Chị Thu Huyền và chị Diễm My Huỳnh một đôi 265.000. Chị nào đặt comment đủ cho Đào ha. Size nhỏ nhất là size 34, size lớn nhất là size 40. Form giày rất là đẹp và chuẩn như thế này mà không lấy nữa thì lấy đôi nào đúng không mấy chị? V125 lên đôi chị Hiền Anh một đôi 265.000 ha. Comment đủ mã với số điện thoại cho em. Chị Ngọc Bích một đôi 265.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Form giày nó đẹp như thế này cơ mà các chị. Kể cả mua với giá là 380 thì em cũng thấy xứng đáng đồng tiền. Mà bây giờ sale xuống 265.000 là sale quá rẻ luôn á. Rồi, chị nào chốt nhanh chóng comment đủ thông tin cho em ha. V125 kèm số điện thoại 265.000. Đôi giống như thế này mà có nơ là 380 ạ. Rồi, chị Suka một đôi 265.000 nha chị ha. Chị nào đặt comment đủ cho Đào V125 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 265.000 trong livestream ngày hôm nay. Lên ơi chị Nguyễn Gia Bảo một đôi kèm chị 265.000 ha. Ủa chị Nguyễn Gia Bảo ba đôi lận hả? Lên ơi chị Đào Phượng một đôi 265.000. Chị nào đặt V125 nhanh chóng comment lên cho em ha. Em sẽ lên đơn cho 15 chị nữa thôi nha. 15 chị cuối cùng đặt trong livestream ngày hôm nay em sẽ chốt hàng cho mình đúng 15 chị ha. V125 màu cà phê 265.000. Bắt đầu tính từ sau comment của chị Trang Nguyễn. Chị nào đặt hàng em sẽ chốt cho đúng 15 chị nữa thôi là em qua mẫu ha. Chị nào đặt comment cho Đào V125 kèm theo số điện thoại. Giá sale là 265.000. V125 màu trắng, màu đen và màu đỏ. Giá sale là 265 ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. 15 đôi cuối cùng chốt trong livestream ngày hôm nay. Chị nào đặt nhanh chóng comment lên cho em ha. Đúng 15 đôi nữa thôi ạ. Đúng 15 đôi nữa thôi nha các chế ha. Chế nào mà chưa chốt thì nhanh chóng và tranh thủ chốt liền cho Đào ha. V125 kèm màu kèm số điện thoại 265.000. Ra ngoài Facebook nhắn tin cho Facebook nha chị Hiền Võ ha, nhắn tin cho Facebook của bên em ha. Rồi lên đơn cho chị Trăng Vàng một đôi 265, em còn 14 đôi nữa. Chị nào đặt comment đủ cho Đào ha. V125 với màu với số điện thoại 265.000. Bên là 10 là đôi trước ha. Đó. Rồi đang còn 14 đôi nữa, chốt cho 14 chị nào comment nhanh tay ha. Gót trụ 7 xăng đây nè chị Thu Huyền, cái đôi này là có gót 7 xăng không em? Nãy giờ em giới thiệu cái đôi này là gót 7 xăng đây nè. Đó, gót trụ 7 xăng ngày hôm nay mình chỉ sale đôi này thôi ha. Đủ size từ 34 tới 40, chị nào đặt comment cho em. Nên đó chị Trang Huyền, em còn 13 đôi cuối cùng trong livestream 265.000 nha chị yêu ha. Đó, 13 đôi nữa nha các chị ha. Chế nào đặt cho em đủ mã với số điện thoại nè, đẹp lắm. Cực kỳ là đẹp luôn. Đế trụ 7 xăng mà chỉ có 265.000 thôi mấy chị ha. Nên ơi chị Nguyễn Minh một đôi kể chị nha, em còn 12 đôi nữa 265.000. 12 đôi nữa nha mấy chị ha. Chị nào chốt thì tranh thủ comment cho Đào V125 kèm màu kèm số điện thoại. Đế trụ 7 xăng và đôi này Đào send cho mấy chị từ 380 còn 265. Quá rẻ luôn các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu cho mình ha. Trong khoảng thời gian mà em qua mẫu, chị nào chốt thì cứ thả đủ cho Đào mã với số điện thoại Đào trừ hàng ha. V125 màu cà phê. Giá sale là 265.000. Chuẩn bị lên mẫu khác. V125 màu trắng, giá sale là 265.000 cho em. Đủ size, đủ số nha mấy chị ha. V125 7 phân đế trụ màu đen 265.000. Và V125 7 phân đế trụ màu đỏ 265.000. Đó, chị nào chốt V125 thì chúng ta nhanh chóng và tranh thủ comment lên cho em ha. Mã với số điện thoại. Có mã có số điện thoại là mới chữa hàng, không đủ thông tin là đã không chốt hàng ha. Dạ không nha chị Thúy Hoa Nguyễn ha. Rồi, bây giờ là sẽ qua mã cho mấy chị ha. Em sẽ qua sản phẩm V132 nè. Đúng rồi.
Rồi bây giờ Đào sẽ qua đôi V132 ha. Chị nào đặt trong livestream này thì nhanh chóng comment lên cho em nhé. Rồi V132, em chỉ có đôi bệt này là còn là B310 thôi ha. Giá sale là 279. Bây giờ em qua đôi V132 em đang cầm trên tay. Rồi V132 Đào đang cầm trên tay. Các chị ngắm trước cho em cái form giày này. Ngắm trước cho em cái form giày rất là đẹp luôn nha. Đó, V132 của mình đây nha. Cái đôi này của mình là cao 3 cm cho các chị ha. Form giày đẹp không mấy chị? Form giày rất là đẹp, nhìn từ đế hậu phía sau là mình đã thấy đẹp rồi đúng không mấy chị? Nhìn từ đế đằng phía sau thôi mình đã thấy cái đôi này rất là sang rồi. Nhiều khi á các chị cứ nghĩ đi, mình đi đằng trước mà ai đi đằng sau mà nhìn thấy cái đế giày này chắc chắn là sẽ hỏi mấy chị mua ở đâu luôn á. Rất là đẹp nha các chị yêu ha. Rồi, bây giờ chị nào đặt hàng cứ thả comment lên cho em nha, em chuẩn bị giới thiệu sản phẩm này ha. Rồi ok chị Tịnh Tâm, ok chị Ngọc Anh Phạm ha. Bây giờ là sẽ giới thiệu cái đôi mà Đào đang cầm trên tay ha. Sản phẩm em đang cầm trên tay mã là V132. Đế ở phía sau nó phủ một lớp sơn chống chảy xước cho mấy chị. Và phối đồng như thế này. Được chưa? V132 nó có phối đồng cho mấy chị như thế này nữa. Và cái form giày mấy chị nhìn từ phía sau nè. Form giày các chị nhìn từ phía sau nè. Rất là chuẩn, rất là cân xứng, rất là chuẩn này mấy chị thấy không? Cực kỳ cân xứng và cực kỳ là chuẩn luôn. V132 này của mình là 3 cm. Đế may vào cho các chị rất là chắc. Rồi, màu của em đang màu trên tay là màu màu mà Đào đang cầm trên tay là màu chì. Màu này của em á nó là màu màu chì ánh kim. Cho nên là khi mà các chị ánh sáng á, kể cả là ánh sáng ban ngày hay là ánh sáng buổi tối chiếu vào thì cái màu này nó rất là sang ha. V132 tiếp tục sale cho đúng 20 chị nào comment nhanh tay. Giá gốc của sản phẩm này là 380.000. Livestream ngày hôm nay sale xuống chỉ còn có 275.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment liền cho em. V132 màu chì kèm số điện thoại 275.000. V132 màu đồng kèm số điện thoại 275.000. V132 màu đen và màu cà phê kèm số điện thoại chỉ có 275.000 thôi mấy chị ha. Chị nào chốt nhanh chóng comment đủ cho em V132 kèm màu kèm số điện thoại ngay bây giờ 275.000 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn 20 đôi thôi nha các chị ha. Bắt đầu lên đơn đầu tiên ở chị One một đôi. Em còn 19 đôi nữa. Giá sale là 275.000. Màu chì này các chị đây ha. Đó, chuẩn mẫu luôn ha. Chị nào đặt để lại đủ thông tin sẽ có nhân viên tư vấn size số cho mấy chị. Riêng V132 này thì mang vào cảm giác nhìn nó rất là trẻ. Mang màu chì này vào thì rất là nổi và sáng nha mấy chị ha. Chị nào mà đặt thì comment đủ giúp em V132 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này là 275.000. Form giày cực kỳ là đẹp luôn. Chất liệu của em là chất liệu da vân lì mà đã vậy nó còn phủ cái móng minh kim này cho mấy chị vào nên nhìn đôi giày lúc nào nó cũng bóng loáng hết mấy chị, lúc nào cũng sáng hết trơn á. Đó, được chưa nào? May đế cho các chị nè. Đó. Rồi V132 lên đơn cho chị Quý Nguyễn một đôi ok chị nha. Em còn 18 đôi nữa, giá sale là 275.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào V132 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 275.000 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Đây là V132 màu chì, đây là V132 màu đồng, màu đen và màu cà phê. Lên đơn cho chị Lan Nguyễn một đôi ok chị, em còn 17 đôi nữa với giá sale 265.000. À 275. Là đơn hơn chị Nguyễn Thúy em còn 16 đôi nữa giá sale 275.000. Chị Nhung Khanh một đôi kể chị em còn 15 đôi nữa giá sale là 275.000 ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho em V132 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Lam Dương một đôi 275.000. Chị Thủy Eo Ly một đôi 275.000. Chị Tâm Vũ một đôi em còn 14 đôi nữa giá sale 275. Chị Ngọc Bích một đôi em còn 13 đôi. Vân Anh Phạm một đôi em còn 12 đôi. 12 đôi nữa với giá sale là 275.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin giúp em V132 kèm màu kèm số điện thoại, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn nha. Nên là các chị ráng giúp em cho em đủ mã và số điện thoại em chưa hàng cho mình. V132 màu chì giá sale là 275.000. V132 màu đồng, màu đen và màu cà phê giá sale là 275 ha. Chị nào thích mẫu nào, thích màu nào thì mình lấy màu đó, màu đồng đi nha mấy chị ha. Giá sale là 275.000, đẹp không ạ? Đẹp ha mấy chị ha. V132 kèm màu kèm số điện thoại cho em, giá sale là 275.000 màu đồng nè. Rồi màu đen đi ha mấy chị ha. V132 màu đen. Đó, được chưa? Giá sale là 275.000. V132 màu cà phê. Đẹp không ạ? 275.000 thôi nha các chị yêu ha. Chị nào chốt thì tranh thủ comment liền cho Đào nha. V132 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 275.000 trong livestream ngày hôm nay. Mà đôi này của em là nó chỉ có cao cho các chị 3 phân thôi. Nói chung á là các chị nhìn nè. Nói chung là các chị nhìn cho em nè. Đó, nhìn cho em cái đế này nè. Đôi này mình đã mua đẹp lắm. Nhìn cái đế là thôi là đã biết form này của mình là form rất là chuẩn rồi đúng không chị Minh Ngọc?
Nên là chị nào mà chưa lựa được đôi này thì chúng ta tranh thủ đi ha. Nhìn cái đế ở phía sau, đế hậu từ phía sau thôi là biết cái đôi này của mình rất là đẹp rồi. Chị nào đặt cho em số điện thoại nha chị Lâm Dương. Nên đừng có chị Thùy Trần màu đồng ok chị nha. Ok chị Thúy ha. Giá sale của mình là 275.000 cho sản phẩm V132 này ha. Chị nào chốt thì để lại đủ giúp em V132 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 275.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào chốt thì tranh thủ comment lên cho em mã với số điện thoại em chưa hàng ha. Đây là V132 kèm màu kèm số điện thoại nè, 275.000 ha. Đẹp cực kỳ luôn á. Các chị không chốt đôi này là phí lắm nha. V132 là chị nào đặt comment đủ cho em nha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Giá sale của sản phẩm này là 275.000, cao 3 phân cho mình, được chưa? Đó. Chị nào mà thích cái dáng 3 phân này thì nhanh chóng hốt liền V132 này cho em ha. Để lại đủ thông tin là sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt cho mấy chị về sản phẩm này. Dễ lắm. V132 lên đơn cho chị Tuyết Mùa Hè 1 đô ok chị nha, 275.000. Lên đơn cho chị Thúy Hoa Nguyễn 1 đô 275.000. Thiếu số điện thoại không chốt nha chị ơi. Chị nào đặt để lại mã và số điện thoại đó mới chốt nha. Không để lại số điện thoại em cũng không chốt về giá sale. Và nhớ cho em là giá sale này chỉ có áp dụng trong livestream ngày hôm nay thôi. Nếu mà các chị không đặt ở trong live này là sẽ không biết là tới chừng nào mình mới mua được cái sản phẩm này với giá sale nữa. Rồi, chị nào chốt comment đủ thông tin cho em ha. V132 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này là 275.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn với chị ha. Nên là chế nào chốt cho em đủ mã với số điện thoại. V132 lên đơn chị Thanh Bùi 1 đôi 275 nha. Chị Hải Phạm 1 đôi 275.000. Ok chị thành công ha. Chế nào chốt cho em đủ thông tin nha. Đây nha mấy chị. V132 màu chì và màu đồng đấy ha. Giá sale là 275.000. Đó, còn đây là V132 màu đen và màu cà phê, giá sale là 275.000 luôn. Chế nào chốt đôi 3 phân này thì để lại đủ mã với số điện thoại cho em ha. Comment đủ thông tin là mới trừ hàng được. Nên mấy chị ráng giúp là Đào làm sao mà comment đủ mã với số điện thoại đào trừ hàng cho mình trong live nha mấy chị ha. Rồi, V132 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha mấy chị ha. Bây giờ thì chị nào có thắc mắc gì về sản phẩm V132 hay vừa mới vào coi livestream thì comment lên hỏi em sẽ giới thiệu lại cho mấy chị ha. Chị Thanh Nguyễn 1 đô kêu chị V132 275 nha. Chị Nguyễn Thu Trang vui lòng cho Đào xin thêm số điện thoại nha. Không có số điện thoại là Đào không chốt được. Nên là mấy chị ráng làm sao cho em đủ mã với số điện thoại em mới trừ hàng cho mình được ha. V132 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi bây giờ Đào sẽ giới thiệu lại cho các chị tất cả những cái sản phẩm mà ngày hôm nay Đào đã sale. Các chị có thể lắng nghe kỹ thông tin cho Đào một lần cuối cùng ha. Em nhắc lại là một lần cuối cùng đó. Rồi, mẫu giày em đang cầm ở trên tay đây, mã sản phẩm là V132. Form giày cực kỳ là chuẩn và rất là đẹp cho mấy chị luôn. Các chị có thể nhìn phía sau nè, cực kỳ là đẹp. Đó, chất da này của nó rất là mềm ha mấy chị ha. Phân nửa các chị nhìn nè, nó rất là cân xứng luôn. V132 này của bên em đây là màu đồng. V132 đây là màu cà phê. V132 đây là màu chì và màu đen. Cao cho các chị 3 cm chiều cao. Đế siêu đẹp cho mình luôn. Giá sale trong livestream ngày hôm nay chỉ có 275.000 thôi. 380 sale còn 275. Chị nào đặt đôi này cho Đào comment V132 kèm màu kèm số điện thoại, 275.000 trong livestream ngày hôm nay ha. Đây là V132 đó mấy chị. Chị nào chưa chốt nhanh chóng comment đủ mã với số điện thoại để chốt được đôi này. 3 cm 275.000 ha. Rồi chị Thúy Trần 1 đô kéo chị 275 ha. Em qua mẫu V132 nha. Chị nào chốt nhớ để lại đủ thông tin cho em V132 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 275.000. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu qua cho các chị đôi bệt mã sản phẩm là B310 này. B310 có giá gốc là 380. Livestream ngày hôm nay sale đôi bệt này với mức giá xuống chỉ còn có 200 bao nhiêu ạ? 279.000 thôi các chị nhìn nè. Lót mút của nó siêu êm luôn nha. Lót mút này của mình siêu êm mang vào cực kỳ là thích luôn nha mấy chị ha. Giá của mình chỉ có 279.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment cho em B310 màu đen kèm số điện thoại 279.000. B310 màu màu này của mình là màu kem kèm số điện thoại 279.000 ha. Và B310 màu bò cộng với lại màu xanh, giá sale là 279.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Chị nào đặt nhanh chóng và tranh thủ comment lên cho Đào B310 kèm màu kèm số điện thoại. Comment như chị Ngọc Mai thì em coi như em chưa thấy đơn hàng của mình nha chị Ngọc Mai ha. Thiếu số điện thoại em không chốt nha mấy chị. Rồi chị nào đặt đôi nào nhớ để lại đủ mã với số điện thoại của đôi đó cho em ha. Tiếp theo, đôi Đào đang cầm trên tay là V125 màu cà phê. V125 màu cà phê cao cho các chị là 7 phân đế trụ. Dòng 7 phân đế trụ này là giá gốc là 380. Giá sale trong livestream chỉ có 265.000 thôi. 265.000 quá rẻ cho một cuộc tình đúng không ạ? Chị nào đặt đôi này nhanh chóng comment cho Đào ha. V125 màu cà phê kèm số điện thoại 265.000. V125 màu đen kèm số điện thoại
265.000 nha mấy chị nha. Và V125 màu đỏ cộng với lại màu trắng kèm với số điện thoại 265.000. Chị nào chốt thì tranh thủ comment đủ giúp em mã với số điện thoại trong like ha. Đó là tất cả những cái sản phẩm mà ngày hôm nay Đào sale về giày. Chị nào chốt V125 thì comment cho em. Bệt có 4 màu đó là bò, kem, đen, xanh. V132 lên đơn cho chị Ngọc Mai, ok chị một đôi nha, 275.000. Lên đơn cho chị Giang Lương B310 màu xanh 279.000. Rồi chị nào đặt đôi nào thì nhanh chóng comment lên để em nhắc lại cái giá cho mấy chị ha. Đây, B310 mình có hai màu ở dưới bàn là màu kem, màu bò, màu xanh và màu đen. Giá sale của sản phẩm này là 279.000. Đủ size đủ số nha. Rồi, V132 có hai màu ở 4 màu, màu chì, màu đồng ở bên dưới, cà phê và đen. Đó. V125 lên đơn cho chị mã bệt B310. Rồi, V125 lên đơn cho chị Lan Phương, ok chị màu đen, giá sale là 275.000 nha chị ha. À 265 em xin lỗi, 265.000 thôi. Đó, các chị thấy không? Ngày hôm nay mình sale rất là nhiều cho nên chị nào mà có chốt thì tranh thủ chốt liền trong like để được hưởng với giá sale giúp em ha. Em xem cái màn hình điện thoại mấy chị thấy hết màu không hết. Đây là chị nào đặt thì nhớ nha, là để lại đủ thông tin để cho chốt này, để chốt cho nó dễ mấy chị ha. Đây, các chị cứ để lại đủ mã với số điện thoại là trừ hàng. Không có nha chị Ngô Sao Xanh ha. Mình lấy hai đôi màu vàng bò và màu trắng. Chị Nam Mai thiếu số điện thoại cho chị. Có mã sản phẩm với số điện thoại cho chị. Chị nào đặt để lại mã với số điện thoại đó mới lên đơn ha. Thiếu số điện thoại là cũng không lên đơn, tại vì kể cả người quen cũng vậy, thiếu số điện thoại cũng không có lên đơn. Cơ bản là vì không có số điện thoại thì sao mà mình lên đơn được đúng không ạ? Rồi chế nào đặt comment đủ cho em ha. Mã với số điện thoại V132 của mình là 3 phân nha chị. 3 phân ha, V132 là 3 phân. Góc rất là đẹp như thế này. Rồi lên đơn cho chị Tâm Lê V125 màu đỏ, ok chị nhá. V125 màu đỏ 265.000 cho chị Tâm Lê. Rồi comment đủ mã với số điện thoại cho em. Nhìn đi này chị Nhàn Phạm, V125 đây ha. Em đang lấy cho chị Tâm Lê coi vậy đó. Thì các chị nào mà muốn coi V125 màu đỏ thì nhìn nha. Rồi V125 màu đỏ nha. Chị Tâm Hoàng, ok chị V132. V132 là đôi 3 phân này nha mấy chị. Giá sale của sản phẩm V132 này là 275.000, được chưa? Rồi lấy màu bò. Lấy màu bò. Ủa chị An Phượng ơi, comment mã gì vậy? Màu bò là B310 nha chị, comment lại cho em đi không lộn kìa. Thiếu số điện thoại đâu không chốt nha, chị nào đặt để lại số điện thoại cho em ha. Bệt mã là B310, giá sale là 275. Comment đủ mã với số điện thoại em chứa hàng trong livestream ngày hôm nay ha. Rồi lên đơn bệt B310 cho chị Phạm Thủy màu đen. Ok chị, bệt cho chị B310 cho chị Phạm Thủy màu đen, giá sale là 279.000. Chị Vân Nguyễn V132 màu đồng. Ok chị, V132 màu đồng 275.000. V125 của mình là đế chủ 7 xăng nha. V125 là đế chủ 7 xăng, giá sale là 265.000. Comment đủ mã với số điện thoại đào trường hàng. Có 4 màu, màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu cà phê. Đó. Chị An Phượng ơi, 320 là cái gì chị? V125 lên đơn chị Ngôn Tình, ok chị một đôi 265.000 ha. Lên đơn chị Phạm Kim Phượng một đôi V125 265.000 luôn. V125 mình có màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu cà phê. Đó là V125 đây này mấy chị. Đó, đen, đỏ, trắng, cà phê, đủ 4 màu này em giới thiệu rồi mà. V125 với màu với số điện thoại giúp em ha. Là cái dòng đế trụ 7 phân. Giá sale của mình là 265.000. Có mã, có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Rồi chị nào đặt comment đủ thông tin cho em. Cái chân da lì xí xác này thì nó mềm lắm á chị Thủy. Rồi lên đơn V125 cho chị Linh Minh. Giờ mới đủ comment, giờ em mới chốt nha. Chứ còn nãy chưa đủ comment không chốt. V125 là của chị nha, màu đen size 39 là 7 phân. Giá sale là 275 ha chị ha. Rồi comment đủ thông tin cho em chữa hàng cho mình. Chị Nông Tố Yên ơi, em không biết là đôi này có phải là đế vuông không chị. Đó. Rồi đôi này là V125, giá sale là 265.000 thôi ha. Chị Đào đặt comment đủ cho Đào V125 với màu với số điện thoại. Còn đôi bệt này là B310. Hai đôi này của mình là V132. Rồi chế nào mà vừa mới vào coi livestream, xíu nữa mình có thể giúp em coi lại livestream này để biết được mã nha chị nha. Hai chị A Phượng ha. Xíu nữa chị có thể coi lại livestream này tua tua tới cái đoạn mà các chị thích đôi nào thì mình lựa đôi đó ha. Rồi B310 á chị ạ. Lặng yên, ok chị, B310 của chị bệt đây ha. Giá sale của mình là 279.000 nha mấy chị. Có mã, có số điện thoại là sẽ có đơn ha mấy chị ha. Để lại đủ thông tin cho em chưa hàng. Không có slip on nha chị ơi, không có slip on ha. Slip on là hôm qua, sáng hôm qua là sale rồi. Slip on hôm qua là sale rồi.
Rồi ok, chị nào mà vừa mới vào coi livestream thì mình có thể giúp Đào coi lại cái livestream này để biết được những cái sản phẩm ngày hôm nay là Đào sale mẫu gì ha. Hôm nay là em sale có 4 mẫu cho mấy chị. Ba bao gồm 3 mẫu giày rất là hot và một mẫu túi chỉ có 199.000 thôi. Và nếu như các chị muốn đặt túi 199.000 thì một xíu nữa mình hãy coi lại livestream ha. Rồi chị Nguyễn Hòa một đôi, ok chị nha, V125 giá sale là 265. Chị Tuyền Nguyễn một đôi V132. V132 của chị là 275.000 ha. Rồi. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho em mã và số điện thoại em chịu hàng cho mình nha mấy chị. Chị Trinh Lê một đôi B310, ok chị 270 79. B310 chị mang bùi một đôi 279 nha các chị. Ngắm kỹ lại tất cả sản phẩm một lần nữa nha và Đào sẽ không có dơ lên nữa đâu nha mấy chị ha. Em sẽ không có dơ lên đâu và đây là lần cuối cùng giới thiệu xong là em tắt lại stream luôn ha. Rồi ngắm lại tất cả sản phẩm một lần nữa nha mấy chị ha. Ngắm lại tất cả sản phẩm một lần nữa nè. Đôi em đang để ở trên bàn đây là đôi bệt nha mấy chị ha. Bệt này của Đào mã số sản phẩm là B310, nó rất là mềm này các chị nhìn nè. Mút lót cho các chị nè. Đệm rất là êm và rất là mềm ha. Các chị có thể thấy là em ấn xuống này rất là mềm và rất là êm. Rồi, đôi em đang cầm trên tay mã sản phẩm là B310 màu đen, đế cao 2 phân, chuẩn dày bệt. B310 này giá sale của mình là 279.000. Chị nào đặt đôi này comment cho là B310 kèm một số điện thoại 279.000. B310 màu đen 279.000. B310 màu bò 279.000. Rất là đẹp nha mấy chị. Rồi B310 màu kem 279.000. B310 màu xanh 279.000. Rồi tiếp theo, đôi em đang để trên bàn đây mã sản phẩm là V132. V132 này của mình là đế cao cho các chị 3 xăng. Đế cao 3 xăng là đính đồng cho mình. Từ các chị nhìn cái form giày từ phía sau đã thấy đẹp rồi đúng không? V132 này của bên em hiện tại có màu đồng, màu chì, màu cà phê và màu đen. V132 này có giá sale chỉ có 275.000 thôi. Chị nào mà muốn mang đôi này thì comment cho Đào ha. V132 kèm theo số điện thoại, giá sale là 275. Đó, 275.000 nha mấy chị. Và cuối cùng đó là đô V125. V125 này của mình là đế trụ 7 xăng mấy chị ha. V125 này là đế trụ 7 xăng. Em về màu cà phê tây khá là nhiều và để phục vụ khách nha. V125 đế trụ 7 xăng màu cà phê. Giá sale của sản phẩm này là 265.000. Chị nào đặt comment cho Đào V125 265.000 đây nha các chị yêu ha. V125 với số điện thoại màu cà phê 265. V125 kèm với số điện thoại màu đỏ 265 nha. Và V125 số điện thoại màu đen 265.000. Đó, 7 xăng hết nha mấy chị, màu trắng này ha, 265. Form giày này của mình rất là đẹp nha mấy chị ha. Form giày này cực kỳ là đẹp luôn. Chị nào đặt để lại đủ thông tin cho Đào. Đúng rồi, màu chì của nó là màu chì ánh kim á chị, rất là đẹp. Màu chì này là V132 ha. Giá sale của mình là 275. Rồi, 2 phút cuối cho các chị đặt hàng. Chị nào đặt nhanh chóng comment mã lên để em chốt cho mình. Chị Như Quỳnh một đôi V125, ok chị thành công ha. V125 của chị là 265.000. Đó, một phút cuối cùng. Chị Thu Cao một đôi 275, chị Trinh Lê một đôi, à đâu, chị Thu Cao là B310 là 279, chị Trinh Lê một đôi 279 ha. Một phút cuối cùng cho các chị đặt hàng. Chị nào vừa mới vào coi livestream thì xíu nữa mình không có đặt hàng được thì xíu mình có thể giúp Đào coi lại like ha. Nhớ là giá sale này em chỉ áp dụng trong livestream thôi nha. Ok, bây giờ em sẽ kết thúc livestream này tại đây. Chị nào mà vừa mới vào coi livestream thì mình có thể giúp em coi lại cái livestream này. Tua lại khúc đầu ha. Tua lại khúc đầu để biết được mẫu túi khúc đầu em sale có 199.000 nè. Mẫu đầu tiên trong livestream ngày hôm nay á, em sale có 199.000 nè. Nên là chị nào có vô trễ thì tí nữa mình tua lại cái livestream khúc đầu mình coi ha. Mẫu đầu tiên hôm nay em sale có 199 thôi á. Ha. Rồi cảm ơn mấy chị rất là nhiều, nhớ coi lại like nha. Tại vì mẫu đầu tiên em sẽ có 199.000 nè. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Và nhớ là đặt trong livestream nha mới có giá này. Kể cả mấy chị coi lại livestream cũng vậy, nhưng mà đặt trong livestream mới có giá này ha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều, đã kết thúc like ha.